back together now. What's your vision? Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn một cái clip về ẩm thực. Và các vị các bạn cùng xem hết video này nha. Này mới đông nước chưa được một tiếng mà họ đã xả đi rồi. Báo này nước lũ về mọi người, và xem ngay đây này. Này thấy anh bạn này nó dính một con. Ok mọi người, sau hơn 10 phút anh em mình thả lưới đủ các kiểu thì ở đây. Đây giờ cũng khá dính khá là nhiều luôn. Đây thanh niên. Ôi giời ơi. Một con cá mê vinh phải nói với các bạn là siêu to khổng lồ. Này. To hơn bàn tay mình mọi người thấy chưa? Đây. Này, một con cá bóng siêu to khổng lồ. Này, mọi người thấy này. Đấy, anh em còn một thanh niên ở dưới kia nữa. Mọi người thấy video của anh em hay thì là một like và share, quên ấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi mình. Đấy. Hôm nay anh em tôi lại tiếp tục làm một cái clip để mà ra ngoại để săn bắt cá đủ các kiểu để anh em mình làm món ẩm thực cho các bạn xem. Đây, còn mỗi thanh niên bên đây nè mọi người. Đây. Đây một thanh niên này. Hai thanh niên và ba thanh niên. Ok đây, thanh niên đây thì chúng được ba con mọi người. Thanh niên áo trắng này thì được 8 con nha mọi người. Đấy. Ok. Chị thằng lên đó. Thầy phải tất tinh thầm à. Ồ, tình bàn gà tích. Chị cao phải tích tất cả nó tổ trọc lắm. Này mọi người thích cho series của anh em mình hay thì hãy cho một like và subscribe kênh để ủng hộ anh em tụi mình. Ok, và cuộc thi thả lưới của anh em chúng tôi sẽ kết thúc. Mọi người thấy chưa? Ok các bạn, sau một thời gian này mình đã bắt đánh bắt cá cách kiểu thế đây. Anh em mình đã lựa chọn một cái view phải nói với các bạn là chỉ có mình mới dám tìm ra những cái view đẹp như này. Ok. Đấy thì hiện tại mình đang nhóm lửa này, mọi người thấy trời xung quanh mình nhìn là tí nó sắp đổ mưa đấy mọi người. Ok, và anh em mình sẽ lướng và ăn ngay tại đây mọi người. Ok, nãy giờ thì mình cũng đã có hai một ít. Nhóm lửa này cũng khá là nhiều, không phải là một ít mà là phải nói với các bạn là rất là nhiều luôn. Đây, mọi người có thể thấy này. Cái này mình lướng cá xong anh em mình cuốn ăn thì không có cái gì bằng luôn mọi người. Đấy, mình sẽ để chỗ đây nha mọi người, để tí nữa anh em mình sẽ thưởng thức. Đấy, cái món cá nương cuốn lá nho rừng này phải ý bài luôn, mình cũng đã có clip hai nho rừng chín rồi. Đấy, và anh em mình sẽ làm hai con cá này. Đấy, phải nói với các bạn là to nhất. Đây, hai con này đâu đó tầm vài 2 cân mấy mọi người có thể thấy này. Đấy. Và giờ mình sẽ lướng sẽ như thế nào, và quý vị các bạn
ủng hộ anh em tụi mình đấy, và mình sẽ có kinh phí để mà mua quần cho em nó, mọi người thấy quần rách này đấy. Ok mọi người, ôi trời trời ơi là trời. Ok thì video anh em mình sẽ tiếp tục và các bạn hãy chờ xem nhá. Ok mọi người, và anh em mình sẽ bắt đầu lướng thôi. Đây mọi người thấy ra cái con cá mình nhìn không rõ luôn, tại vì rất là trắng, trắng tinh như ngọc trinh luôn mọi người. Này Thanh Liên này sẽ chuẩn bị lướng này. Này người ta đây, nãy giờ anh em mình cũng đã nhặt được lưới người ta bỏ cũng khá là lâu rồi mọi người, nên đây dính rất nhiều cua luôn. Cái tam tí ơi. Đó. Đây. Ôi dạ, cua đâu hết rồi? Đây, cũng khá là nhiều cua mọi người. Đấy, mấy càng cua này phải lâu mì tôm ăn thì ít xỉ luôn. Đây là cua đá nha mọi người. Cua này hàng hiếm đấy. Hàng hiếm. Đúng rồi, hàng đây phải nói với các bạn là các con hồ lướt này chứ chắc gì đã bắt được em nó nha. Đây. Đấy, cua đá. Cái này mà nướng ăn cũng ít xỉ. Ok. Đấy, hiện tại đang nướng này, cái view ở đây phải nói với các bạn là tuyệt đẹp luôn. Vâng, ok các vị, và chúng tôi hiện đang ở trên núi rừng nên không có cái chén chảy để mà anh em mình ra ớt, mình phải làm như cách này thôi. Đây, mình lấy cái đá mình đập các bạn nhớ cuộn mấy lớp mì lông cho nó nhiều lớp cho nó không bị rách mọi người. Đấy. Đây, nhìn nó hấp dẫn luôn. Quay luôn nữa. Mọi người thấy chưa? Đây chấm cá thì ít xì luôn. Tôi gặp lại xem luôn tôi mà. Cameraman của mình là anh áo xanh này mọi người, tại vì anh chưa 18 nên mình sẽ bắt anh quay mọi người nha. Đấy. Khi anh em mình làm mấy cái clip mà nói chung là hơi bị lóng ấy thì mình sẽ cho em ấy đừng cầm quay thôi mọi người này. View phải đây với các bạn là tuyệt đẹp luôn. Mình sẽ cho các bạn xem cá đây, phải nói các bạn là cực kỳ nhiều luôn, mọi người có thể thấy này. Đấy, mọi người thấy cá chưa? Còn là mình đã lo hay mình coi ông ở đâu. Đấy, tùy tùy. Ok mọi người, và anh em chúng tôi sẽ tiến hành ăn cho các bạn xem. Đây mọi người có thể thấy hai con cá đây là rất là khủng lồ luôn. Ok, anh em mình đã đây. Nói chung là ở quê như mình thì những cái món ăn dân dã như này và nó các bạn là cực kỳ ngon rồi. Đấy, và anh em chúng tôi sẽ ăn và sợ trời mưa kìa mọi người, thấy xung quanh mình mây đen kìa. Ok, và chúng tôi sẽ bóc một em cho nó cho các bạn xem. Và nói với các bạn là rất chi là mở camera lại gần đây đi. Đây mọi người có thể mớ này. Mọi người thấy mớ y như con heo, không khác gì con heo mọi người thấy chưa? Đây, mọi người thấy mớ chưa? Ôi giời ơi, lóng tay cho hợp. Đây. Bóc cái đây cho mọi người xem cho nó phê. Đấy. Máu như này nó mới ngon. Mọi người thấy chưa mớ này. Đấy, toàn là mớ không mọi người. Đấy. Liêm tay trước quên mời các bạn bắt đầu nhá. Mời các bạn. Đây là phần một con đây chứa cho cameraman mọi người. Đây mình muốn ăn như này xỉ luôn. Đây mời mọi người nhá. Cực ngon. Cá này và các bạn nó rất chi là mớ luôn.
để một con thì dành cho cameraman mọi người. Anh em bây giờ ăn một ít thôi. Nó bắt hút. Lòng các đường này. Đây mọi người ơi. Mình ăn như này là mình cuốn một ít lá nho rừng này để y xì luôn. Nho nước cũng được mà nho rừng càng tốt. Ui giời. Cá mè vinh thì nó phải lớn như này ăn nó mới không bị xương nhiều. Ôi dồi ôi. Đây. Cuốn như này. Ý như các bạn ăn bánh cuốn đấy mọi người. Mọi người đây cuốn lại nhá. Đấy. Chấm sâu vào. Yes, oh my god. Đây là quên mua coca mất rồi. Con cua. Thì thấy mơ và nói với các bạn là mơ thành cục 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 rồi mọi người thấy chưa? Đây. Ở dưới đây là nó rất là nhiều luôn. Chưa làm. Đúng tại sao cho leo các quần quần luôn để tao đừng hiện đường đây đi. Mời mọi người. Sao quên mời mấy người mất mẹ rồi quần. Quên tao quên. Ui dùi. Là một cái view phải nói với các bạn là tuyệt đẹp như này thì có cái gì bằng nữa. Đây. Cuộc đời đang bao nhiêu đâu cứ xong ngày nào thì vui ngày đấy mọi người. Đó. Hay làm những điều mình thích. Thì cuộc sống của chúng ta còn tồn tại. Cho nhân ti nhân trên trang. Đây mà các bạn là thích trắng bóc này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuốn cho các bạn xem. Đây mà thấy mỡ kinh khủng khiếp luôn. Được, con cá này tha vô nước nó sẽ chạy tiếp. Vẫn còn mỡ như vậy là mới ngon mọi người nhá. Chờ mình nướng quá thì nó mới sẽ khô mất. Ăn là sẽ không được ngon mấy mọi người. Mọi người có thể thấy miếng da nó này. Đây. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy, cuốn như này ăn. Cái gì luôn. Chấm cho một ít ớt nữa này. Để mời mọi người nha. Bỏ cà phê, bỏ cà phê nhờ. Nó rất ngon luôn. Quá ngon. Ok. Thời lượng video của chúng tôi đến khá là dài nha các bạn ha. Đây là một like và đừng quên ấn vào subscribe cái kênh để ủng hộ em của mình. Và bây giờ chúng tôi sẽ cho cameraman và cùng thưởng thức. Nãy giờ anh cameraman đã nuốt được nước miếng gần 20-30 lít rồi mọi người. Ok, còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tiếp tục. Vâng, thanh niên tiếp tục. Ta đang bại với con hồng. Cao quá. Có cả. Thật khác nó thấy nhìn